Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty nhôm đúc Nam Định. Đây mình sẽ quay một số cái công đoạn kiểm hàng để chuẩn bị xuất hàng đi Ý Yên Nam Định. Bộ cổng này là bộ cổng nhôm đúc 4 cánh dành cho biệt thự thì công ty nhôm đúc Nam Định đã hoàn thiện tất cả các khâu và đây là khâu cuối cùng khâu kiểm tra về phần màu sắc cũng như là phần kích thước cuối cùng để xem có vấn đề gì về sai, hỏng hoặc là nó có những cái thì nó không phù hợp với cái xây dựng thực tế hay không thì là chúng tôi sẽ uh, tiến hành để khớp các cái số liệu lại với nhau để chuẩn bị để ngày mai lắp. Đây là một cái bộ cổng uh, cho biệt thự rất là đẹp do công ty nhôm đúc Nam Định đã thiết kế và thi công.